được không? À, gọi biết bao nhiêu người, em mới lần đầu tiên em được gọi á. Hơi giận xíu nha. Vậy hả? Rồi gọi xong mùa hồi cái đầu không còn còn tóc rồi. Trời ơi, cái bóp này. Tìm kìa, cái tim nó. Nhiều. Khỏi thôi. Chờ, anh chờ. Đúng rồi. Bo luôn á. Trời ơi, em cảm ơn anh Tài nha. Hello, xin chào cả nhà. Lại là bác Tiêu, cô gái Thái về tí hơn đây ạ. À. Xin chào cả nhà, lại là cô chú nhỏ đây ạ. Xin chào cả nhà, đây là vợ chồng bé Vọng nha. Hello, xin chào cả nhà, lại là nàng Út ống trang nha cả nhà ơi. Hello tất cả mọi người nha. Hôm nay là mấy chị em chuẩn bị đi đâu cả nhà có biết không? Không, cả nhà không nói sao biết. Khoan, chưa. Hello cả nhà nhé, em là Tài Tí Tẹo. Cả nhà không biết đúng không? Cả nhà không biết chị. Không biết thì cả nhà hãy xem cuối video nha. Chuẩn bị nguyên một team đi chơi. Đây còn thiếu ai nữa ta? Thiếu chị Loan. Chị Loan đang ở dưới. Nay quá chị em tụ tập ở cả nhà. Mấy anh Tiêu thì đang trang điểm. Rồi, biết Loan đang có chuẩn bị gì không? Biết nói gì, chị Loan thì có phải chuẩn bị. Đó, mọi người lên xe rồi nha. Đã lên xe nha cả nhà ơi. Đang di chuyển đi đến đây cần đến. Dạ. Mô để làm kỷ niệm. Dạ. Hôm nay còn thiếu nhiều bạn, em cũng còn thiếu năm. Bên đây mình 4 hay 5 ta? 4 hả? Dạ. 5 hả? 5 hả? Báo tao dùng về đứng trên điện là chừng kêu ở sau lưng. Không biết mạng gần này nó rớt mạng sao biết. Rồi rồi, đây có các bạn đẹp chưa nè, đẹp quá à, đẹp không? Từ từ nhé, từ từ nhé, để chặn cái xe này ra qua cái. Đây anh Trung đây, bữa nay anh Trung là định cư đây. Rồi đi, mời mọi người vô nha. Anh đường đi về là bị chặn giữa đường. Em màu đẹp quá bé ơi. Đẹp không, đẹp không? Đẹp chứ, em phải tặng cái này về quá à. Dạ, quay clip hả? Em quay clip của bé Hà Tiêu. Bé em hả? Có mic gì không để giới thiệu? Ok thì Trung với hello mọi người. Thì Trung với bạn Trung thì có mở một cái tiệm nail spa nhỏ nhỏ ở gần nhà. Địa chỉ là 255 Hồ Văn Cống, phường Tư Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Mọi người mà có ghé ngang thì nhớ vô làm nail, gọi đầu đồ cho nó mát mẻ, ủng hộ Trung với bạn Trung nha mọi người. Cái này hợp tác sao vậy anh Trung? Hả? Cái này hợp tác sao vậy? Hả? Thì hợp tác hai bên cũng có lợi. Ủa nè đâu đây đi. Xin kính chào quý khách ạ. Ủa anh Hải đâu đây vậy? Đây. Rồi vô đi em quay cho. Rồi. Đây bạn Lan đang làm móng cho khách nha mọi người. Hello bà chủ tiệm. Hả? Lục Bình. À để em tắt. Rồi ok. Thấy tiệm của anh Trung rất là đẹp luôn đó cả nhà. Đó, để cô đẹp quá ha. Tiệm của Lan chứ đâu phải của Trung đâu. Nãy anh Trung nói hai người cùng hợp tác mà. Thì của người yêu anh Trung thì cũng như của anh Trung mà. Đó chỉ là anh đang cắt móng cho tiệm chứa mấy đứa. Cô chủ đang tình Trung mình làm cũng hơi đau ạ. Mấy chị em mình vô đây làm hết không? Quậy, quậy ra. Tiêu sao? Em thấy tiệm rất là đẹp luôn á, nhỏ đẹp với lại mát, đẹp mát mẻ. Trang trí đẹp. Decor đẹp. Ừ. Bên trong này là địa. Cô chú đầu mát xa này. Chú anh chị nào ở gần đây thì cứ qua tiệm anh Trung làm đẹp nha. Bao phê. Bao phê. Đây, cái bạn mini. Wow, các bạn gọi đầu nè bé nè. Tí anh Tài lên đây em gọi đầu cho anh Tài. Làm liền, làm liền đi. Làm liền đi. Nè, làm ngay vào luôn. Anh Tài lên em gọi đầu cho. Đấy. Gọi đầu dưỡng sinh nha. Không gọi đầu trường, em không biết gọi đầu dưỡng sinh, em chưa gọi đầu bao nhiêu. Không, dưỡng sinh thì em làm chậm lại và em massage nhiều hơn. Không, cô mình chuyển sang múa luôn. Đúng rồi. Tại em gọi đầu dưỡng sinh cho. Lên đây. Vừa làm gì múa. Vừa làm gì múa. Lên em gọi cho chị đấy. Rồi Tài lên thử coi. Đấy, gọi biết bao nhiêu người, em mới lần đầu tiên em được gọi á.
hơi giận xíu nha. Vậy hả, rồi lên đi. Thôi gì đâu giận. Giờ được tặng hưởng nè. Lên. Lên trong suốt. Gọi đi. Bữa nay để tiêu. Có cái khăn chườm cho nữa. Lấy cái khăn xuống cho em. Sao cao quá. Bữa nay còn nâu á. Bữa nay đến đâu rồi? Có cơ hội nắm đầu tài rồi. Rồi. Có cơ hội. Nằm xuống rồi. Cái chân bé nó ngoài áo. Nè, gọi sao mùa hồi cái đầu không còn cọng tóc nữa. Rồi sao nè, từ từ xe bóng đâu? Xe bóng bên này nha. Chị lắc đẩy quá chị lắc. Nước đừng có nóng quá nha. Ơ đừng có lạnh quá nha. Chứ cần nóng à. Nóng không em? Ủn. Giờ này là ấm á. Bây giờ em là người nên hỏi anh ủn không á? Làm nó sướng chứ. Nó hò hò tê. Mít nảy sướng làm sao nói. Mắt lạnh bởi hà. Ơ tê hết người. Trời ơi. Bây giờ em nè. Đâu em nó sai ra nè. Từ chưa có ngồi đầu luôn á. Cứ massage. Lạnh quá bé ơi. Lạnh đâu mắt mà. Ấm ấm mà tài đâu có là lạnh ấm không? Trời này nước ấm mà không có lạnh đâu tài. Wow, chuyên nghiệp ta. Oh, sao tài? Này hơi nhiều giọt. Phê. Ao quá nha. Đầu có mấy cọng tóc rồi. Nhấc cái đầu đi coi. Đây là gọi đầu theo cái xe tay độc lạ nha mọi người. Gọi là bạo lực. Chắc con gọi vậy đó. Đâu, đâu không tài? Đã đã. Trời, sướng nhất tài rồi. Tí nữa chị lắp vừa cho anh Hải. Ê, chị lắp gọi được không? Cứ gái gái mẹ, chị lắp cứ gái đi, cứ gái thôi. Bạn ơi, nhẹ hơn xíu nha. Bạn này có thiên hướng bạo lực. Ê da, bạn này bấm. Bạn này bấm cái đầu. Ừ, làm vậy thì được nè. Người ta đang gái. À, nâng gãi cho ra gầu ơi. À, anh không có gầu đâu, gãi ngồi đâu lại. Đâu dơ nha bàn tay. Ờ sao lại nó dơ nhỉ? Ủa như có mấy con chí kìa. Mấy con chí kìa. Em tưởng đâu là hồi nó gọi xả ra nước màu đỏ không á. Da của, da mặt của tài nè, trời ơi. Không đâu, đâu ha, không phải gãi ngay xíu rồi rối vậy rồi gối đó tới chị hai nè. Quên không nha, quay giờ không nha chứ. Em thử coi này nó có nhận ra không, nó gọi gì đã không à. Đã không đã, ai gọi đi, ai gọi á? Ai gọi á? Em gọi cho ai? Mà chị hai có gọi cỡ nào cỡ chứ không bằng bé tiêu đâu. Đúng rồi, sao đã được. Bởi vậy. Quan trọng là cái người á. Không đã cũng phải đã. Rồi hồi chị hai gọi cho Út Bóng Trang nha. Ok. Này tóc uống chè quá trời luôn nè chị hai. Tóc này sao dám gọi. Rồi. Sao chứ không dám. Tóc đang uống đẹp muốn chết nữa sao gọi. Ủa vậy hả? Đó, mọi người thấy không? Trời, ta yêu nhau là ta làm cho nhau sướng thôi chứ đừng có làm cho nhau buồn nha. Nước gì mà nó đang thui gì vậy? Thui vậy? Đó, chị Lan nói, anh Trung nói hay lắm trời. Đó, dưỡng sinh á. Đó đầu dưỡng sinh lần theo mẹ. Massage từ từ, bấm nguyệt nữa. Ủa, em trải nghiệm chưa Tài? Em trải nghiệm rồi. Ừ, ghê ta. Thôi bố về quê. Anh có biết gì đâu. Từ từ anh sẽ biết. Massage bấm huyệt nấy, tôi massage cho bạn đâu có chịu đâu, bạn nói đâu mà. Nhưng mà nhẹ nhẹ lại. Ừ, dễ phê nè. Bổ mạnh vô. Có bên không nè. Mở quả cái đi. Tại vì nó hơi nhỏ. Ủa là ở ngoài hả? Đúng, ở ngoài. Cần cuộn nè. Nó tay lấy cái khăn này. Trời sướng gì chứ. Có máy sấy nha. Máy sấy đây này, sấy cho cái đầu nó sừ lên. Nhanh vậy. Nhanh thôi chứ không có bộ dầu. Ê, nhiêu tiền? Này chắc ca này chắc 100.000 đi. Gì trăm? Tiền đâu ấy? Đó nè, gọi có miếng có tiền luôn nha mọi người.
Trời ơi, cái bóp này. Cái tim kìa, cái tim đó. Nhiều. Đúng rồi. Bo luôn á. Trời ơi, cảm ơn anh Tài nha. Đó cả nhà. Ok. 1.000 luôn. Quên đó. Hồi nãy giờ lo quay quên lấy nước cho mọi người uống. Đây. Wow. Wow. Mọi người một chai nha. Thôi được anh chung em uống. Thôi được rồi, thôi được rồi. Nè, được rồi Tiêu ơi, được rồi. Đừng lấy nữa mà. Thôi thôi mà. Em thôi em chung rồi. Thôi mà chị Hai ơi, đừng có lấy nữa. Thiệt khô. Thôi. Ừ, lấy bánh ăn nè. Đó. Đấy, nói cầm tay, cầm tay. Thôi, nói lấy ăn, thôi mà. Ê, gớt, gớt, gớt. Làm họ sao mắt ta bỏ đi trên đôi. Nhồi quá. Ở cái mắt cà Tài lấy ăn Tài. Tài, Tài, khui giùm anh. Thôi. Thôi, đừng có lấy nữa. Thôi mà. Thiệt. Thôi nè, thôi chút. Nè lọt. Lạnh quá. Rồi, xong mình ăn trái cây nữa. Ở đây à. Mọi người mà có đói là có này ăn nữa nha. Cái gì đâu à? Để chị lắp cầm cái này. Cái này mở làm sao? Ta muốn á. Mở. Ê, coi, để lấy dao. Đó. Táo. Ê, ra nè. Trời, bữa anh cắn muốn rớt cái răng luôn mà không ăn được. Khui được cho tay. Cái này ăn nó béo béo, nó bị ghiền á. Đúng rồi. Anh không em khui cho. Anh. Nè. Nè chị Hai. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Ăn đâu mà? Ăn đây chứ ăn đâu. Anh Trung thích nhờ, đi làm về cứ ngồi như vậy, coi người yêu làm neo nhờ. Đi làm về là ngồi như thế. Hết, đang quay video mà. Còn đây, chị đang quay. Đấy rồi, bây giờ tất cả mọi người nha. Mình đang làm neo nha mọi người. Bé nè, dạ. Biết bữa nay lên nhà anh Trung phát hiện ra điều gì không? Là anh chị nhớ ngày quá. À, lục cái đó lục bình. Anh Trung nhớ ngày đầu tiên anh Trung quay à, em không? Lục bình, à đúng rồi, cái vỏ lục bình. Vậy là cái vỏ này bạn của anh mua với nhà em á. Đúng không? Giờ bé Hạt Tiêu sẽ dẫn cả nhà vào xem người yêu anh Trung gội đầu dưỡng sinh cho một nàng tiên nha cả nhà. Đó, đi thôi, đi anh Tài. Cầm mic. Con trai vào được không ta? Con trai vào được không ta? Được, được, được chứ. Cầm em bây giờ. Wow. Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào cả nhà đang xem trên kênh của bé Hạt Tiêu nha. Chị Út thấy sao chị Út? Thấy đã. Chị Út gọi cái này bao giờ chưa? Chưa gọi lần nào hết á. Nhìn đá nào, nhìn cái này hòa xuống đá nè. Mình đang gọi đầu dưỡng sinh. Ấy kẹp nít cho Lan nó chị dễ hơn. Thấy sao chị Út? Nhìn mặt phê phê nhở. Hiện luôn em nhìn mặt chị Út phê á. Mặc dù là mới gọi đầu thôi nha. Em có gọi lần nào chưa bé? Chưa. Em lỡ ví dụ như mất ghiền rồi sao ta? Ghiền thì cứ bắt xe lên đây gọi thôi. Gọi xong về hả? Đúng rồi, ghiền mà. Cái này là cái áo đúng không chị? Cái đầm. Ủa cái đầm hả? Cái đầm này. Cái đầm à. Từ cái áo mà chị Út mặc thành cái đầm luôn. Quay cho cả nhà xem. Cái này là sơ để hả? Bước này là mình đang gọi thảo dược. À, gọi thảo dược. Một lát nữa thì mình sẽ massage mạch, đắp mạch nạ. Bây giờ thì đang xông mạch. Xông mạch có mùi xả này nọ đúng không chị? Đúng rồi, có xả thơm. Rất là dễ chịu nha. Thì ai ở trên kênh của bé Hạt Tiêu, ai mà có nhu cầu này nọ gần mình, gần đây á, thì mọi người ghé tiệm Opanel, cũng là tiệm của mình, ủng hộ mình nha. Địa chỉ là 255 Hồ Văn Cống, phường Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một. Số điện thoại là 0937 687 160. Cả nhà ai mà muốn cảm giác thư giãn thì cả nhà cứ ghé chị Lan nha. Ngoài gội đầu dưỡng sinh ra thì có rất nhiều các dịch vụ khác như nail, design, chà góp chân, ngâm chân thảo dược. Tất tật.
Làm từ trên xuống dưới nha cả nhà. Làm từ trên xuống dưới. Mà khi làm xong rồi thì đẹp từ A tới Z luôn nha mọi người. Ai chưa có bồ là có bồ liền. Thiệt không? Thiệt không? Thiệt. Ok, bây giờ Lê sẽ tập trung gội đầu cho chị hưởng thụ nha. Thì bên mình gội đầu dưỡng sinh á, thì mình sẽ cho khách mặc cái đầm để khi một lát nữa mình sẽ massage cổ vai gáy và tay cho khách. Bây giờ đang tẩy tế bào chết. Nó nhìn mặt chữ phê pha quá. Ừ. Ngủ luôn rồi hay gì á. Đúng rồi, chị sẽ hỏi vàng hơn. Chắc vì tế hậu giang rồi. Thì em muốn biết là bao lâu rồi thì chị chưa đi gội đầu massage. Hồi như là chị không có đi luôn á. Chị chưa đi gội đầu massage. Đúng rồi. Ở nhà tự gội đúng không? Đúng rồi. À, thì hôm nay em sẽ làm cho chị lên đỉnh luôn. Lần đầu chú lên đỉnh mà. Lên đỉnh fancy băng. Cho chị cảm nhận được sự sung sướng. Chứ giờ cảm thấy phê phê rồi đó. Đó mắt xa này. Thì bây giờ bước này là bước rửa mặt nha mọi người. Rửa sữa. Phê không chú? Phê. Coi cần vô mặt chữ đi. Bình thường á mọi người, bạn của Trung á làm nail á là làm cho khách á là ngồi đây nè. Đó, còn chị Hai là phải ngồi trên trên này. Cái này là cái bục đế chân nha mọi người. Cái này là leo lên đỉnh ngồi luôn. Leo lên đỉnh ngồi. Đó. Tại vì em nhỏ quá, em ngồi dưới không có tới nên là em bắt buộc em phải ngồi ở đây nè. Trời ơi. Thợ làm nail dữ dằn ở Sài Gòn nha, khác tiếng ở dưới Sài Gòn nha mọi người. Quận 6 nha mọi người. Hôm nay em ra đây làm luôn em. Nếu chị Hai cắt da cho em luôn nha. Trong lúc chờ đợi. Để tháng trả lương cho. Tháng bao nhiêu anh Trung? Sao tháng ưng nhiêu? Bình thường là người ta làm cái này một tháng bao nhiêu ta? Tháng chắc mấy chục á. Mấy chục củ? Tiền đâu trả, trời bán nguyên cái tiệm. Bán nguyên cái này cũng không đủ trả nữa. Nguyên cái tiệm luôn. Ừ. Tiền ba có mấy chục triệu mà. Bao anh ừ được nữa chị Hai không? Bao ăn ở nữa hả? Trời ơi. Bao ăn ở tối ngủ cũng chùi. Ngủ chủ là không được rồi, chung là không chịu rồi. Không cho ngủ đây đi chỗ khác ngủ. Canh tiền. Sao chị lắp ấy, chị Hai làm giúp em không? Em. Mà cái ghế này em nè. Em không? Em á, em làm em hay buồn ngủ, em ngủ như này luôn. Đó, ở chân ra, ai làm gì làm. Sướng nha. Ôm gối ngủ. Thì bây giờ bước tiếp theo là massage mặt bột trà xanh. Massage mặt bằng bột trà xanh hả chị? Ừ, massage mặt bằng bột trà xanh. Em tưởng chị sắp đắp mặt nạ chứ. À, mặt nạ một lát nữa sẽ đắp. Đó. Mọi người thấy đã không? Đã. Cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị các bạn ở gần đây thì có thể ghé qua tìm ủng hộ nha. Dạ. À, địa chỉ là 255 Hồ Văn Cống, phường Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương, 0937 687 160. Địa chỉ và số điện thoại nha mọi người. Có gì ghé ủng hộ mình nha. Cả nhà ai muốn sung sướng thì cứ qua đây. Cái này chắc 21 chỉ phải từ Hậu Giang lên mới đó. Mình nhìn mình cũng thấy thích thích không? Anh Tài có làm không? Anh có làm không? Sữa. Đi anh có làm không? Đổ vô đây ăn. Cứ đổ đi, đổ. Rồi được rồi ăn. Thì đây là đang vừa xông mặt xông mặt thảo dược rồi vừa massage. Mọi người có thấy khói nó thoát ra không? Giống mình giống chị làm cân chị vậy. Khúc này chị Lan làm gì á? Không,
massage. Chị Úc phê không chú? Phê. Ngủ luôn hay gì à? Ừ. Sắp sửa về tới Hậu Giang rồi đó. Rất vậy đi qua quận 6 nè. Ở quận 9 nè. Không, không biết quận 9. Okay đó. Sao rồi? Cảm giác như nào? Sướng quá biết sao giờ. Sướng hơn chỗ tìm chị không? Hôm nay hơi khó. Nè, có hỏi thiệt. Biết sao không? Tại vì cái chị Hai là gọi đầu bình thường. Chưa có gọi dưỡng sinh. Gọi đầu dưỡng sinh cái nhìn thấy nó đã đã hơn, nó mát xa. Nhưng mà nó đã phần nào, phần này chảy xuống đó. Không, phần nào cũng đã hết trơn á. Vậy hả? Lần gọi chỗ chị thì chỉ đã khúc trên thôi. Đúng rồi. Ở đây là đã khúc dưới luôn. Đã bình thường luôn. Phê vậy đúng không? Ừ. Xuống. Nhưng mà ở đây được cái đây có trang phục rất là đẹp nha anh Trung. Có đầu tư này hả? Có đầu tư. Trang phục đẹp. Hai ơi, hôm mấy hôm mốt về hai cũng đầu tư cái này đi. Ừ. Đầu tư. Đó, còn bước cuối đó nha. Bước cuối là em làm gì Lan? À, em bôi dưỡng tóc collagen đó chị. À. Combo gọi đầu dưỡng sinh là có dưỡng tóc luôn. Dưỡng thơm luôn. Mùi chưa? Mùi. Không mà vô đây là bị phê từ cái mùi gì, hương vị tôi thấy cái cảm giác luôn ha. Bởi vì lúc đầu đang nói là vô đây là sẽ cái gì, em sẽ cho chị lên đỉnh luôn. Hồi nãy giờ cảm giác lên đỉnh như nào? Lên đỉnh cho chị. Sướng lắm. Bà Hai bà làm gì bất cười vậy? Không mấy hai thử luôn đi. Hả? Hai thử luôn đi coi sướng cỡ nào. Ừ cho biết đúng rồi. Thử nhưng mà đợi làm cho mấy vị khách người kia nữa xong rồi mình thử sao. Rồi. Lại đó khúc này mới sướng nè. Khúc này mới sướng nè. Mốt chị Hai làm vậy nha chị Hai. Sao không có vậy? Chị làm là thơm quá vậy. Thơm. Chị làm là bị nhột. Nhột. Ừ. Em cũng bị nhột mà. Ừ. Xong rồi hả? Rồi. Cảm ơn em nhiều nha. Xuống không? Xuống rồi. Giờ không muốn đi xuống rồi sao ta? Ngồi trên đây luôn đi. Thiệt luôn. Rồi. Kết thúc buổi làm đẹp mãn nguyện rồi nha. Về quê về Hậu Giang được chưa? Về Hậu Giang được rồi đó. Ok. Thì chị Út thì cũng vừa đậu xong ở cả nhà. Bé Hạt Tiêu thì đang làm móng. Nhưng mà bây giờ chị Út thì chuẩn bị chia tay mấy anh chị em để về quê có việc á. Thì hẹn chị Út dịp sau nha. Đúng rồi, hẹn sau lễ 8 tháng 3 nha. Khi nào mà lên thì phải sắp xếp lên lâu lâu một xíu chứ, lên có một ngày à. Chị chăm lên khổ lắm rồi đó. Lên chơi chưa có một cuộc vui nữa nha. Đợi sao lâu lâu cho em mới đã đúng không? Chị nào bị đuổi mới về đúng không? Đúng. Ok. Chúc chị Út về mạnh khỏe nha. Em về kiếm tiền cài để lên chơi với mọi người đi. Dạ. Kiếm tiền để đi xì ba nữa chứ. Được, cái này nghe. Kiếm tiền để đi ập ba. Kiếm tiền để đi lên đỉnh. Nãy lên mấy cái đỉnh rồi đó. Lên quá trời lên luôn. Đây là thấy cái phê không? Phê chứ e cái dài luôn anh Hải. Nó có nằm trên đỉnh luôn không? Hình như có ráp tới rồi đúng không? Rồi tay bye bye em nha. Bye bye chị Út. Bye bye chị Út. Túi chị Út đâu? Về tận đầu mình ăn nha. Anh ta lấy túi cho chị Út vậy anh. Ở đâu? Ừ gần cái hiên kia. Lấy cái túi. Cầm cái túi ra. Về nha. Bye bye em. Bye bye mọi người. Ra đây em. Anh ơi. Chờ xíu nha, chờ xíu đây này. Chờ xíu. Bao lâu đâu mà phải không? Phải. Trời đây có ông gáp. Ở đây có ráp. Bye mọi người nha. Bye bye. Ok. Mọi người đã làm đẹp xong nha cả nhà, nhưng mà bé Hạt Tiêu
làm chân rồi chưa kịp làm coi vlog lắm nè. Quay gì có tâm chưa coi? Quay gì lắm ạ. Chân nó đây rồi. Để bông cả nhà. Chân nó kìa. Mẫu nó lại nổi luôn nha. Bây giờ thì khách nha, đề nghị khách này là thiếu này. Chị Hai thì vẫn còn đang làm nha. Chị em đi việc khách nha chị Hai. Hồi nãy là do khách đông quá chị Hai phải lao vào làm phụ luôn. Ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn tiễn bên quận 6 về á. Làm rất là chuyên nghiệp nha. Chuẩn bị đi về rồi đi chơi. Kết thúc. Bây giờ thì tụi em sẽ về nha và chào tạm biệt anh Trung và ngày hôm nay. Dạ bye bye anh Trung chị Lan. Ok, cảm ơn mọi người nha. Trời ơi, nay tới quán làm nhiệt tình luôn, nhất là chị Hai nè. Trời ơi. Làm phụ bé Lan á mà nhức đầu luôn, chạy mua Panadol uống ngàn chết.